caballero, ya me voy, porque mi casa está sola y mis hijos y mi señora no saben por dónde estoy. Vamos. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Đầu tháng 5 năm 2015, các producer của VietTV đã thực hiện một chuyến đi đáng nhớ có 102, đó là khám phá đất nước Cuba, một quốc gia bí ẩn đối với nhiều người trên thế giới. Cuba, quốc gia xã hội chủ nghĩa duy nhất tại châu Mỹ, đã mang đến cho chúng tôi nhiều bất ngờ về đời sống và con người. Nơi chính người dân bản địa đã ví nơi họ đang sống như thời đại đóng băng, bởi mọi thứ dường như dừng lại mãi mãi ở thập niên 50. VietTV hân hạnh giới thiệu với quý vị loạt phóng sự về Cuba qua trải nghiệm bằng cách đi bụi để tìm hiểu cuộc sống của người dân Cuba một cách gần gũi và chân thực nhất. Yo tengo fe para ti. Voy, Guantanamera.